xin đi ra bằng cái bàn chải ra của mình này. Chải cái này đi. Đầu tiên mình kiểm tra thấy được không? Chắc chải có khi cũng không được. Có ít vấn đề thì đâu nữa. Vệ sinh ra bằng cái nước lá. Mình bàn chải này vệ sinh rồi. Vệ sinh xem ấy có một người cách đi thì có một mình thấy cái bài đăng ấy có một người bảo bạn bảo mình là thử vệ sinh cái VGA xem sao thì mình đã vệ sinh như này rồi các bạn, vệ sinh bằng bàn chải đánh răng. Có một người bảo thử vệ sinh VGA thì đến kiểm tra cái đồ mang bộ này vào trong. Alright.